네, 여러분, 안녕하세요. 뚱땡이 선생님 최원석입니다. 반갑습니다. 신짜오 깍박 들어요. 최원석. 뉴반문 노이 띵한 또뜨모. Nhưng mà vấn đề gì nhỉ? Các bạn rất là ngại đặt câu, đúng không nào? Đó là chủ ngữ này, động từ này, với cả một các từ vựng rất là khó đặt câu, cuối cùng không nói được, cả cuối cùng mất tự tin, đúng không? Nhưng mà từ bây giờ không cần lo đâu, bởi vì ở đây có thầy Béo mà. Hôm nay thầy đã chuẩn bị một biểu hiện rất là hay, với cả rất là hữu ích. Ok, bây giờ thầy giải thích cái biểu hiện này cho các bạn nhé. Chắc là nhiều bạn có kinh nghiệm như thế này. Các bạn muốn biểu hiện kiểu tiêu cực. Ví dụ, không ngon, là người kia không đẹp trai, hay là hôm nay tâm trạng không tốt, không vui. Nhưng mà các bạn không biết nói như thế nào, thế cuối cùng im luôn, đúng không? Từ bây giờ các bạn không cần suy nghĩ nhiều, không cần đặt câu phức tạp đâu. Chỉ biết biểu hiện này thì có thể nói luôn được. Đó là 별로예요. Các bạn đọc theo thầy nhé. 별로예요. Cái biểu hiện 별로예요. Nếu mà các bạn muốn biểu hiện tiêu cực, trường hợp nào cũng áp dụng được, chỉ nói một từ 별로예요 thì đều được. Đơn giản đúng không? Chúng ta xem ví dụ nhé. Chào, chúng ta xem ví dụ đầu tiên nhé. Các bạn thử tưởng tượng đi nhé. Các bạn và bạn Hàn Quốc đến nhà hàng bắt đầu ăn cơm rồi. Lúc đó nhé, bạn Hàn Quốc hỏi các bạn là: "Bạn ơi, thế nào? Có ngon không?" Nhưng mà với bạn thì chẳng ngon gì. À, không ngon đâu. Nhưng mà không biết nói tiếng Hàn như thế nào, thế cố chịu ăn cơm cứ khóc thôi. Trường hợp này các bạn không cần suy nghĩ phức tạp đâu. Hôm nay thầy nói gì? Một từ 별로예요 thì được. Bạn Hàn Quốc hỏi các bạn là: "여기 음식이 어때요?" Các bạn trả lời: "별로예요. 저는 싫어요." Thế nào? Đơn giản đúng không? Cứ 별로예요 một phát thì được. Ok, chúng ta xem ví dụ thứ hai nhé. Ví dụ thứ hai nhé. Trường hợp này là như này. Các bạn đã mua áo mới rồi. Sau đó, các bạn đang khoe với bạn Hàn Quốc: "Tao mua áo mới rồi đấy, có đẹp không? Thế nào?" Thế bạn ấy nói gì? "Áo không đẹp đâu, không phù hợp. Áo sao mua thế?" Chà, lúc đó nói gì nhá? Chỉ nói một câu thôi. "Áo 별로예요, 안 예뻐." Ok, thầy cuối cùng nhắc lại nhá. Khi nào các bạn muốn biểu hiện kiểu tiêu cực thì không cần suy nghĩ gì khác, chỉ nói 별로예요 thì tất cả đều được. Ok, hôm nay chúng ta học ở đây thôi. Đúng đúng, suối buổi sau thầy sẽ chuẩn bị nhiều clip hữu ích cho các bạn nhé. Cảm ơn nhé.